Tại sao khi sử dụng máy vừa giặt vừa sấy mà sấy khô quần áo các bạn lại thấy nó không thơm và có mùi hôi? À, đầu tiên các bạn hiểu cái máy vừa giặt vừa sấy là một chiếc máy giặt có tính năng sấy khô và công nghệ sấy là công nghệ sấy ngưng tụ. À, nhưng nó khác so với dòng máy sấy một chút là cái máy giặt này thì nó gồm các à, cái lồng bằng hợp kim có các lỗ thủng đúng không ạ? Và cách một đoạn khoảng hơn một cm nó sẽ là một lớp bao bọc kín. À, như vậy là sau mỗi quá trình giặt thì một cái những cái bụi bẩn nhỏ quá nó sẽ theo bơm xả thoát ra ngoài nhưng những cái bụi sơ vải vụn hoặc là những cái vỏ hướng dương hay những cái tàn dư bẩn to nó không thoát ra được qua bơm xả thì nó sẽ đọng vào một cái trôn ở cái phía máy này đấy ạ và khi sấy nó sẽ bốc mùi lên khiến cho quần áo không thơm để giải quyết để nâng cao hiệu quả trong trường hợp này thì trước khi sấy các bạn nhớ vệ sinh cái bơm xả và thường xuyên cho một chút xà phòng hoặc là giấm ăn khởi động chế độ vệ sinh lồng giặt nhưng không cho quần áo gọi là giặt không tải thì máy sẽ xúc rửa từ trong ra ngoài còn nếu lâu ngày quá thậm chí là vài năm các bạn không vệ sinh thì máy cực bẩn và như vậy là sấy nó sẽ có mùi hôi trong trường hợp đấy thì ngay cả bạn vệ sinh bơm xả lau sạch sạch doanh cao su rút máng xà phòng ra để vệ sinh vẫn thấy quần áo có mùi hôi và kể cả giặt cái chương trình vệ sinh lồng giặt rồi vẫn thấy quần áo có mùi hôi thì lúc đó bạn sẽ phải gọi thợ đến mở ra và vệ sinh lồng giặt từ trong ra ngoài như vậy nó sẽ nâng cao cái hiệu quả sấy và quần áo sẽ có mùi thơm hơn